bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng BIDV mang tên mình giao dịch lên tới hơn 27 tỷ đồng. Khi đi làm thẻ ngân hàng tại BIDV, anh Đức tá hỏa khi phát hiện có một tài khoản mang tên mình tại ngân hàng này và đã thực hiện các giao dịch lên đến hơn 27 tỷ đồng. Chưa từng mở tài khoản, BIDV bất ngờ phát hiện tài khoản mang tên mình với nhiều giao dịch tiền tỷ. Trong đơn phản ánh gửi đến cơ quan báo chí, nam thanh niên Vũ Anh Đức, Hải Dương đứng ra tố cáo hành vi mở khống tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 1. Theo phản ánh của anh Đức, vào tháng 9 năm 2017, khi có nhu cầu mở một tài khoản tại ngân hàng BIDV, anh đã đến phòng giao dịch của ngân hàng này tại Hà Nội để làm thủ tục đăng ký. Tuy nhiên tại đây, giao dịch viên thông báo anh đã có sẵn một tài khoản của ngân hàng này. Quá bất ngờ về sự việc, nam thanh niên yêu cầu được kiểm tra thì càng bàng hoàng hơn khi phát hiện tài khoản số 12010066678171 mang tên Vũ Anh Đức được mở gần một năm trước, kèm theo các giao dịch với số tiền rất lớn. Khi nhận được thông tin này, tôi đã đến chi nhánh Tràng An của ngân hàng BIDV để xin sao kê tài khoản. Theo nội dung sao kê, từ ngày 29 tháng 12 năm 2016 đến ngày 26 tháng 9 năm 2017, tài khoản này đã thực hiện 19 giao dịch với tổng số tiền là 27 tỷ 501 triệu 763.200 đồng, anh Đức ghi rõ trong đơn phản ánh. Trong đơn, anh Đức còn khẳng định, cá nhân tôi không mở tài khoản và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài khoản này. Tôi nghi ngờ có đối tượng đã lấy cắp thông tin chứng minh nhân dân của tôi và thông đồng với cán bộ ngân hàng để mở khống tài khoản ngân hàng và tiến hành giao dịch bất hợp pháp. Anh Đức cho hay, những giao dịch bất thường này sử dụng tài khoản có tên tuổi số chứng minh của anh, nên anh vô cùng lo lắng, hoang mang và bức xúc. Hành vi này là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của tôi, anh Đức trình bày trong đơn. Trước sự việc trên, xác nhận với phóng viên báo chí, ông Đoàn Việt Nam, Giám đốc Sở Giao dịch 1, ngân hàng BIDV cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh và đang trong quá trình giải quyết sự việc. Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ và nếu đúng là rất nghiêm trọng và vượt quá tầm kiểm soát của đơn vị. Hiện tôi đã báo cáo lên để giao cho các bộ phận chức năng làm rõ, ông Nam cho biết. Về quan điểm xử lý, vị giám đốc cho biết đơn vị sẽ không dung túng cho bất kỳ một hành động nào vi phạm pháp luật cũng như vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay 22 tháng 11, phóng viên báo đã liên hệ với ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV để xác nhận sự việc. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng BIDV không trả lời và lấy lý do bận họp nên tắt máy. Quốc hội đồng ý phá sản ngân hàng yếu kém. Quốc hội vừa thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, theo đó các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Chiều ngày 20 tháng 11, Quốc hội đã chính thức thông qua luật các tổ chức tín dụng, theo đó với tỷ lệ 90,43% số đại biểu tham gia biểu quyết sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức tín dụng sửa đổi, trong đó tỷ lệ tán thành đạt 88,8%. Dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm các phương án như phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần góp vốn, giải thể, chuyển giao bắt buộc và phá sản. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một tổ chức tín dụng để tái cấu trúc hệ thống. Ngân hàng nhà nước sẽ trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại luật này khi tổ chức tín dụng đó lâm vào tình trạng phá sản. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chính phủ quyết định cho phép phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình ngân hàng nhà nước xem xét. Luật tổ chức tín dụng
Sửa đổi cũng nêu rõ trong trường hợp xây dựng phương án phá sản quỹ tín dụng nhân dân, ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân, được kiểm soát đặc biệt, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phương án phá sản, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án, trình Chính phủ phê duyệt phương án phá sản, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Cụ thể, với phương án phá sản tổ chức tín dụng gồm có các nội dung đánh giá thực trạng, quá trình xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, được quyết định, chủ trương phá sản, đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, phương án chi trả tiền gửi của khách hàng là cá nhân, lộ trình thực hiện và trách nhiệm triển khai phương án phá sản. Về việc tổ chức phá sản, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại phương án phá sản đã được phê duyệt, bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi bổ sung phương án phá sản. Trước đó, trong phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây, rất nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới vấn đề tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tập trung xử lý nợ xấu thời gian qua. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi, nếu cho phép phá sản ngân hàng, thì tiền gửi của người dân trong ngân hàng sẽ ra sao khi 80% tiền trong ngân hàng là của người dân? Trên 80% vốn ngân hàng đều là tiền gửi của nhân dân. Nếu đổ vỡ, ngân hàng sẽ tạo hiệu ứng domino gây thiệt hại nặng nề, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt, đoàn Gia Lai cho biết. Ông Vượt cũng cho biết rất nhiều người dân đang bất an với việc mua lại bắt buộc ngân hàng không đồng và có thể là phá sản tổ chức tín dụng. Trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong bất cứ trường hợp nào, phương án xử lý tổ chức tín dụng đều đặt mục tiêu an toàn hệ thống, lòng tin người dân, đảm bảo quyền và lợi ích người gửi tiền. Trường hợp cụ thể, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Quốc hội xem xét giải pháp đặc biệt nhưng vẫn thực hiện theo mục tiêu trên. Giám đốc quỹ tín dụng ở Đồng Nai ôm 50 tỷ mất tích. Hàng chục người dân gửi tiền quỹ tín dụng đã kêu đến trụ sở để đòi tiền nhưng giám đốc đã mất tích với số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 11, hàng chục người dân đã tụ tập trước cổng giao dịch của Quỹ Tín dụng Thái Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để đòi lại tiền. Những người này cầm băng rôn và liên tục lên tiếng đòi tiền mà Quỹ Tín dụng đã mượn trước đó. Lực lượng công an phường Tân Hòa cùng các cơ quan chức năng sau đó có mặt tại khu vực để giữ an ninh trật tự. Một người đàn ông tên Lục, ngụ phường Tân Hòa cho hay gia đình tin tưởng vào giám đốc của Quỹ Tín dụng Thái Bình nên đã gửi khoản tiền gần 8 tỷ đồng để lấy khoản lãi suất 8% trên một năm. Từ khoảng đầu năm 2017 đến nay, ông nhiều lần đến phòng giao dịch của Quỹ Tín dụng để lấy tiền nhưng không được giải quyết. Cũng là nạn nhân, bà Trương Thị Mỹ Dung, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, hơn một năm trước, bà bán tài sản rồi gửi vào quỹ tín dụng Thái Bình số tiền 700 triệu đồng để nhận lãi suất cao. Thời gian đầu, quỹ tín dụng trả lãi rất đúng hẹn và đầy đủ. Từ đầu năm đến nay thì bà không nhận được tiền từ hợp đồng. Chồng tôi bị tai nạn và nằm liệt giường nhiều năm, gia đình biết lấy tiền ở đâu để trang trải cuộc sống, bà Dung than. Theo Công an phường Tân Hòa, bước đầu có khoảng 82 người dân phản ánh việc Quỹ Tín dụng Thái Bình nợ tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Sáng cùng ngày, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Hòa để gặp gỡ người dân, làm các thủ tục cần thiết để giải quyết. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, Quỹ Tín dụng Thái Bình hoạt động theo mô hình hợp tác xã tự nguyện, tự chủ và chịu trách nhiệm về hoạt động. Quỹ này chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn phường Tân Hòa. Giám đốc Quỹ Tín dụng Thái Bình là ông Vũ Công Liêm đã bỏ trốn và cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Chúng tôi đang thực hiện việc kiểm soát đặc biệt, nghĩa là xem Quỹ Tín dụng Thái Bình huy động tiền của ai, bao nhiêu tiền, đưa đi đâu, rồi có phương án xử lý, ông Tuấn nói.